Rồi, chào anh chị ạ. Hôm nay em lại lên sóng cái Xpander, xe mới 100% và là xe bản premium, bản cao cấp. Mình thấy có thể thấy cam 360 ở quanh xe đây rồi. Thì Xpander thì có 4 phiên bản. Thật ra thời điểm này thì bán chính là 2 phiên bản là premium và Xpander Cross, 2 phiên bản sẵn xe. Các phiên bản như số sàn hay eco thì các bác đặt thì thời gian về cũng khá là lâu, mình có thể cân nhắc tham khảo cái phiên bản như này. Ở thời điểm này thì cái giá bán nó cũng rất là dễ chịu rồi. Với Xpander thì mình có mức giá niêm yết với bản brand này là 658 triệu. Thì bên em đang bán hiện nay đâu đó vào khoảng tầm 620 triệu. Có tặng kèm bảo hiểm và phụ kiện, ví dụ như dán kính, trải sàn, các hành trình. Một combo cơ bản cho các bác mua về và chỉ việc đi. Đấy, bảo hiểm thân vỏ khi mà mình không may xảy ra xước sát va chạm. Thì với cái mức giá như vậy, anh chị lăn bánh ở Bắc Ninh, Bắc Giang nó đâu đó vào khoảng chưa đến 700 với một cái bản cao của Xpander, bản premium. Đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Thì thời điểm này cái xe nó cũng không nhiều. Anh chị có nhu cầu thì cứ book máy alo trực tiếp cho bên em nhé. Cái mức giá hơn 600 thì phải nói là mình có khá nhiều lựa chọn, khá nhiều đối thủ, ví dụ như là Toyota Veloz này, hoặc là kể cả X-Fork mới ra mắt, đúng không ạ? X-Fork GLX thì chưa đến 600, bản X-Seed thì đâu đó vào khoảng hơn 600 một chút ạ. Tuy nhiên thì Xpander vẫn là một cái xe gầm cao 7 chỗ. Đấy, thì với cái cấu hình 7 chỗ thì mình có thể cân nhắc sử dụng và quyết định xuống tiền. Các bác mua trả góp thì chuẩn bị giúp em đâu đó vào khoảng hơn 200 một chút ạ, là mình có thể trả góp được rồi. Hàng tháng thì với cái mức vay tối đa là 8 năm, mình có thể trả vào khoảng 8 đến 9 triệu cả gốc cả lãi. Tiền gốc đâu đó vào khoảng 5 triệu, tiền lãi vào khoảng hơn 3 triệu một chút. Thì cụ thể như nào nó phải tùy thuộc vào cái tình hình tài chính của mình, lương không nợ xấu hay là lương chuyển khoản, các thứ đẹp. Đấy, còn với các bác mà bây giờ tham khảo về xe thì cái bản Xpander này, bọn em hay gọi là Xpander bản premium ấy, thì là Xpander, ghế da đầy đủ này, tuy nhiên nó là ghế cơ. Đấy, cam 360, phanh tay điện tử, auto hold là đầy đủ rồi. Cái màn hình thì giải trí thì khi nào khách hàng mua thì bên em sẽ lắp vào cho khách hàng. Đấy, xe này mới cứng luôn, không 7 km vận chuyển. Toàn bộ là bên em để trong kho bãi nhá, không lo nắng mưa. Các bác lên xem thực tế nó vẫn như này đấy ạ. 3 hàng ghế mình có thể lựa chọn màu, bên em của đa phần là trắng đen. Thời điểm này thì các bác khá là khó để chọn màu. Tuy nhiên thì cái mức giá thì cũng phải khẳng định các bác là bên em có thương lượng về giá bán, giá lăn bánh cũng rất là tốt rồi. Các bác ở tỉnh địa phương Hà Nội, Bắc Ninh hay các tỉnh cận phía Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang thì có thể alo trực tiếp qua bên em để bọn em có thể hỗ trợ và báo giá một cách tốt nhất nhé. Ở thời điểm này thì lượng xe không nhiều, sắp tới thì cũng có thể là không giảm thuế, mình có thể cân nhắc cái Xpander thay vì Toyota Veloz hay là một số mẫu xe nó ra trong nước. Đấy, thì anh chị có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.